Grương chạy chi tràn, còn phong chú chai nơi nằm bọn xuân sát phân tâm máu. Đã ập tới đây, sơ tài tăng sông, nơi xuân sát mùi ní, nâng khai chia cảm sát ở bọc rộng hôn ai kỳ chôn. Sở phê đại bà chi bà rốt, nơi chung vinh nằm bọn ní, còn phong prui bà rộng, chung bố ca phì vọt, đại bọn plan prê chờ, nâng chung rốt sát. Ai kỳ xa plâu ca mùi, bằng hai tháp, tới đây tùm hôm, phạm rôi hạch tả đại cục rộng đại rọt bà prê chờ, nâng trao tế tàu chia cảm sát ai kỳ chôn, đòi mặt bàn bằng chìa, bì tí tăng, rưu mùi chá cảm sát lại. Ai kỳ xa plâu ca mùi tiệt ở đằng tháp, tại đây, phạm phi rôi hạch tả xanh tiệt, và chạy bón trao bàn xa xong đòi, cụm hôn, TP, Moral Group, rộng bọc ốc nhà khôn xìa. Rốt một trái xuống cả sĩ cảm bằng phạm vừa đi thá, tí tăng đầy đã thông ní, trợ bán ai cụm hôn áp hiệu vọt, nâng chìa mặt trạng phát cảm của lạ sĩ rồi bỏ ốc nhá lên nở bật ra. Vừa đi, bán phía dưới một rô ca chạy tọp vì đầm nàng rồi bỏ cụm hôn TP Moral Group nâng cụm hôn lên nở bật ra. Vẫn tại, một toàn miên ca chạy tọp nốt ngay anh kia ní. Giang ná, một trái rốt tập 3 bây chờ mà nè, đã miên tìm nạ tùm đông chìa mùi nâng cụm hôn cùng phung chú chai nâng bọn phân tùm áo ní. Bán phạm vừa đi, không lẽ khăn mất mà chanh chung một thả. Cụm hôn chìm nuôn buôn, không nụ rùa miền cụm hôn lên nở bật ra. Đã tự tốt bán đầy thông chính kể. Cụm chú chai phân tùm tàm áo, không tùm hôn mà bọn phạm rôi hạch tà. Khả nạ đã đầy bây, xuân sát phân tùm áo tàng mùl, miên tùm hôn vì bọn phạm rôi hạch tà phần nọ. Nè ri cao bò miền VOD, bạn một hòa trốn thọt vì lờ ạ cá. Bạn khơi những cửa chạy chấm nuôn phạm mùi, còn phong chú chai nơi đọng bọn bây phân tùm tàm áo, không tùm hôn trong tì thông. Nàng miên con cầm lăng chỉ tràn, còn phong cà phía, mình áo bà chi bà rốt chân châu đọng bọn nì. Đại thật nợ phùm hạ nồ mán, khôm còn đằng, sọc bà tí, khai tạ cào. Bà xong cung nơ vọt thơm ổn tốn, nơi lưu phân tâm máu sọc bà tí, khai tạ cào. Bà đê chạy bà côn sốt phà lì, miên thề rạ đê ca thá. Cung hôn bán chấp đàm chú chai, cà phì trong khai cả cà đá. Đòi miên cương chạy, chùm nuôn bà muối cầm phung chú chai, nâng miên cam co xam sập nẹ. Chùm mùi khi niên đi, chơ bà nất xanh xình, khăn ông nằm bòn nú, rô miên, thân ống, bênh, cửa nhúng, chơ sọc cróm. Chị đá ấm, trợ bán đắc chân chị bắn to bắn tọp. Cặp rầy tôi tù chân đến cặp viên lên tướng. Ai quả quả lô quả hay chân tướng. Ai quả rung cái riêng trong chân, bà đá ơi chân. Bà nó toàn mô đo là dương được cái. Nước chớn hay là bọn? Chớn này, cặp có hay xam sốp nữa. Trứng chạy. Xam sốp nữa, cái khăn chờ, cái quả chờ quả hay quả quả. Thì có đám thân ông đám với đứng rõ ngay khi nhìn đực cắt vọt nâng. Bà xong ông này, sọc này chỉ kháng, chụp bố ca phê vọt để thua ai bà phọt sát bây chớ, đo cầm rõ. Bà phọt đo chùm rốt sát, nơi đọng bọn xuân sát phân ông tàm màu, nâng ti cần lại đại chất ti cỡ rõng. Đói một miên ti cần lại nà mùi, chùm nua ba nột lại. Tàm thơm à cơ thì cần lại đi, đừng là lại lùi thông ở cái chú chai, rồi miên cũng rụng. Thế chân tư, vô vì cần lại đi, vì cần lại sát riêng kì. Và tâm mà tụng mưa nó khai tới cái miền tì nâng ấy để cái lây này là o trên cái bông phót. Nơi nó khai tới cái tiệm tiên cái lãng. Để chơi ai tiệm tiên mà nó. Bố rốt nẹ tiệt rồi nơi trên phần tầm máu. Các bài cần lãng chú chai bây chơi nụ. Lộ cao ngán. Bạn ấy đang thả. Miền con cầm lãng chỉ chân. Bạn châu cà phía. Mình ấy phải chơi bố rốt chân châu nơi đồng bọn đại bộ kê cầm phong chú chai lời. Lộ ả áng thả. Vật chìa miên đột dôn chỉ tràn cường mà nực hình chôn chơi bản nất, chanh phi đầm bọn phân tâm màu, chỉ riêng rốt ngay, bà gọt mẹn. Bố rốt đọt đá ở dô khởi anh thả, cả áp hiệu vọt ní, đó phó bà giao trong bố tay nạ miên bản nọ. Đồ chân này lục thá, bà chìa bố rốt cây cỏ trong luôn phi khốm, rô miên, khốm tập bèng sạp, nâng khốm còn đắng. Nâng lên bán tiên dục, Paul and Paul Preacher, đội môn tiệt lời. Trong nay ai Preacher, đại công phương rốt nữ, đầm bọn áp rẹp mùi ní, nâng bà chôm cả bát bọn, chạy chìa mặn khàn. ปอนใหญ่ปลาปอลมาถึงทั้งสัตว์สัตว์นั่นคือสัตว์ธนาละมูลก็เมียนสัตว์ธนาอะไรเนี่ยอาถนัดแต่สัตว์ด้วยก็เมียนได้กรุบกรอบเพนมั้งยายจอมกรุบกรอบเพนแต่มันดังจีกดังโจกดองซูนเป็นยืมมวยก่อแก่เอารถเป็นตะเป็นได้วิโอดีมันอาจจะตรงแนวน้อมเปียกกระทรวงกสิกรรมรุกหาประมาณยังในสัตว์ลูกไส้วัตถีบานเต้เนื้อไงอย่างเคียนนี่แต่ยังนะรถมันไตรกระซูงกะสิกรรมรุกคาประมาณยังในซาร์ดโลกเวงสักคนบันปราวิโอดีกาปิไทยตีซามวยไข่กะกระดาษแท้อันยาโทษถนัดกล่าวบันกาเปรย์เชอร์นกน้องดอกบอลซูนพรมตาเมาดับใบยกเชอร์ลุกให้ยกไทยปิกาโจรอดนังตกได้ไอ้กรมพลเลนวัตราทัวก้าอภิวัตโลกอ่างแท้กากับเชอร์หนุ่มมันทัวไอ้ปะปอดอจุมรกสัตว์เปรย์นังปะปอดอประธานโดยจิการเลือกแรงระบบองการสังคมซีเวลนังประชีพรอดเลยโลกมันแทมเตียดถ่าตามกลุ่มโรงรถทาพิบาลป
ដោយដីសម្បត្តិប្រមាណ1500ហិកតាដល់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់អភិវឌ្ឍនៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅដូចជាសង់ផ្ទះដាំស្មៅនិងចិញ្ចឹមគោយកទឹកដោះជាដើមទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមមិនបានយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងមានប្រសាសន៍ថា លោកមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេចំពោះការឈូឆាយបំផ្លាញព្រៃឈើនៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅដោយថារដ្ឋាភិបាលគ្មានចេតនាក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិឬផលប្រយោជន៍សាធារណៈនោះទេលោកមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលខ្វល់ខ្វាយតែការអភិវឌ្ឍស្របពេលដែលកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលមិនដែលស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការកាត់ដីបឹងតាម៉ុកបឹងកក់ទន្លេបាទីតើឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជននោះឡើយឃើញទេបាទមិនទេស្នវិស័យ អភិវឌ្ឍសពខ្មែរហ្នឹងគឺកាត់ពីផលចំណេញប្រយោជន៍ច្រើនណាស់បាទខ្ញុំឃើញអត់កាត់តាំងពីផលប្រយោជន៍សាធារណៈសោះយើងឃើញថាដោយសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅសួនសត្វអីហ្នឹងគេយកអស់ហើយបឹងអីគេយកមកយកអស់លើកលែងតែសួនសត្វឯកជនដោយសាហ្វារីដូចអីហ្នឹងគេនាំគ្នាដែលជាប្រយោជន៍ទៅដល់ក្រុមអ្នកមានអំណាចក្រុមអីហ្នឹងគេរៀបចំឲ្យបានល្អគេអភិរក្សអញ្ចឹងណាបាទកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដា អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដោយអះអាងថាអង្គភាពមួយនេះរកមិនឃើញពីភាពមិនប្រក្រតីចំពោះការដោះដូរដីភ្នំតាម៉ៅនោះឡើយបន្ថែមពីនេះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយឲ្យដឹងថារដ្ឋនឹងបង្កើតទីតាំងបីបន្ថែមទៀតនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសៀមរាបនិងមណ្ឌលគិរីដែលមានទំហំធំជាងដើម្បីជំនួសតំបន់សួនសត្វភ្នំតាម៉ៅនេះ យ៉ាងណានាយកកម្មវិធីសង្គ្រោះនិងថែទាំសត្វព្រៃនៃអង្គការសម្ព័ន្ធនិមិត្តសត្វព្រៃលោកនិចម៉ាកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយលើកឡើងថាដើម្បីជួយសង្គ្រោះសត្វព្រៃនិងសត្វកម្រនៅប្រទេសកម្ពុជាអង្គការនេះនិងរដ្ឋបាលព្រៃឈើតែងតែសហការគ្នាលើការងារអភិរក្សនេះជាមួយគ្នានេះលោកនិចម៉ាកឲ្យដឹងថារុកលោកក៏ត្រូវចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួននិងពីមូលនិធិផ្សេងទៀតប្រមាណ50ម៉ឺនដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំ ហើយរយៈពេលជិត20ឆ្នាំមកនេះអង្គការសម្ព័ន្ធនិមិត្តសត្វព្រៃបានចំណាយថវិកាជិត10លានដុល្លាររួចមកហើយសម្រាប់ការងារអភិរក្សមួយនេះពាក់ព័ន្ធករណីឈូឆាយដីព្រៃតំបន់ភ្នំតាម៉ៅនៅពេលនេះលោកនិចម៉ាកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាឡើងវិញចំពោះការលក់ដីព្រៃនៅតំបន់សួនសត្វមួយនេះទៅឲ្យវិស័យឯកជនដែលនឹងបំផ្លាញដល់ទីតាំងអភិរក្សសត្វព្រៃនិងព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា